Chú đằng này không? Đừng nói rung tay lắm. Mình có nên đau 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 nha. Em có nhổ chủ yếu cào mấy à? Có nhổ rồi đâu. Ừ, ít thì giờ đâu không? Nhổ nhiệt tình đâu mà. Sơ sơ qua đây chút cái đây nè. Cảm giác nó cực 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 rồi. Nó có cái nhân luôn nè. Mấy đứa nhỏ chẳng bò. Bữa nào anh làm clip nhổ trập đầu con này thử. Chết. Trập luôn không? Nhổ trập vậy. Kiểu view liền hả? Lúc đó đừng hỏi tại sao. Mua thêm cái áo cho nó đi. Áo đà đào không? Đúng rồi. Xong rồi đủ nó lên chùa Đại Sơn kia. Đúng rồi. Nhổ còn lâu tóc nó mọc ra. Giống bữa giờ nửa tháng hoàn hảo. Nửa tháng. Hết ấy hết công chuyện ở trong này. Nè giờ trồng keo. Nếu như có ấy mình làm ở trong thương ở đây trồng được chứ. Mấy cái mà đi giờ tốn công tốn tiền xe. Thừa tiền nhiều không? Ý là cũng tính đâu anh, tính thiệt hơn rồi anh. Như là nào trồng bằng mình. Mình được. Trồng của mình nó thiệt hơn. Mình đào lỗ rồi nó. Em chuẩn bị sửa nhà nó có gì luôn. Ủa, làm nhà mất nữa anh. Sửa nhà không có làm nhà mất. Tiền rồi vừa làm nhỏ. Để sửa trong kiểu cái chỗ nào nứt đồ á lại. Tao tướng mày thấy xung quanh này sai nhà máu nhiều quá mày. Mày chịu nấu cái gì mày sai luôn vậy. Sửa nhà bị dột quá. Sai lâu quá. Bộ mưa dột. Chúng mày vô mùa mưa này. Nhà làm gì dột, nhà tường nó hư không chứ dột không. Hư là hư nước hư sơn hay gì. Hư cái phần tu chắc. Mấy chục giây nữa. Chút nữa đi đi xa ra chút nha, ngược xa ra lấy cái view cái view núi này. Giờ đi được rồi. Chào anh làm kênh YouTube thì có nhiều người xem thử. Đầu tư đi làm clip cho bạn gái rồi biết. Bài tôi chụp gái rồi nó có nhiều người coi.